Thời gian gần đây, hàng loạt người đã lên tiếng kêu trời về một xu hướng vô cùng khó hiểu xuất phát từ mạng xã hội video TikTok là nhét đồng xu vào khe củ sạc iPhone khi đang cắm điện. Học đòi TikTok nhét đồng xu vào củ sạc iPhone nổ tanh tách đang là trào lưu của giới trẻ, bất chấp sự thật rằng hành động này có thể gây ra chập mạch và tóe tia lửa điện, được các chuyên gia đánh giá là ấu trĩ và vô cùng nguy hiểm. Nó đã và đang nổi lên như một trào lưu thời thượng giữa nhiều cô cậu tuổi teen còn đang ở độ tuổi ngồi ghế nhà trường. Được biết đã có vài vụ hỏa hoạn từ lớn tới nhỏ tại Massachusetts, Mỹ, được báo cáo xuất phát từ hành động trên. Chưa nói tới việc chúng có thể là căn cứ vô tình gây phóng hỏa, chính người thực hiện cũng có thể bị điện giật, gây nguy hiểm tới tính mạng khôn lường. Với quy mô lan truyền và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội TikTok, nơi có rất nhiều người dùng nhỏ tuổi và chưa nhận thức được hết các tiêu chuẩn an toàn, nhiều người lo sợ đây sẽ là mối nguy tiềm tàng cho an ninh hỏa hoạn cũng như là tính mạng ở nhiều gia đình.